kẹo này nhìn hình kinh dị nhưng mà rất là ngon. Thăm kẹo dễ thương như kinh dị. Rồi đây ba xé cho. Rồi để ba xé cho Bi nha. Yeah. Rồi ăn đi. Lộn. Đây. Hay để ba xé cho Bi nha. Lộn rồi. Rồi để ba xé cho Bi nha. Ta-da. Kẹo này ngậm vô sẽ rất là dễ thương. Nhưng mà nó rất đất, rất là dơ. Ăn ơi, giỡn ăn đi thôi, chưa giờ đâu. Mấy con gớt xuống cung dán này không có giờ lắm. Ở tập trước tụi mình cắm trại, dùng tất cả các đồ bảy màu. Hơn 2 triệu view rồi, hơn 3.000 comment. Thả tim được hơn 2.000 cái tim rồi. Mình sẽ tiếp tục thả tim ở cái clip cắm trại bảy màu đó. Mày quay clip này muốn làm gì đầu tiên? Hung hả? Ừ, hú mẹ đi. Không biết bằng. Nó hùng có bông anh em, chứ không phải nó hung mẹ nó. Quê. Nó làm như mặt tôi dơ lắm vậy. Giận Bi rồi. Bi uống gì? Ăn kẹo. Mẹ có kẹo đó cho Bi ăn. Còn này là kẹo kinh dị. Không ăn. Ăn đi. Nó thấy ghê quá, kinh dị quá, nó không chịu ăn anh em. Nè, không ăn đúng không? Bà ăn nha. Nhưng mà bên trong có kẹo. Ủa nãy kiểu mặn mà. Trả lại. Nó kẹp lại là. Nó không ăn liền anh em. Thấy con này ghê quá. Mở là phải đập xuống. Mở là phải đập xuống đất. Ừ, nó đập đầu tôi nè. Rồi lấy đi, kẹo này nó kinh dị vậy thôi. Nhưng mà thật ra có kẹo mà hồng ở trong dễ thương lắm. Quá mở rồi. Ủa ngon quá. Cho ba liếm miếng đi. Sao không mở ra? Nó ăn nó mở. Lúc tôi á thì nó kẹp anh em. Đây. Ủa đâu rồi? Nó lấy kẹo trong đây rồi. Kẹo này nhìn hình kinh dị nhưng mà rất là ngon. Cứ ăn chung nha. Rồi Bi liếm trước đi. Đó. Rồi Bi liếm xong tới ba. Rồi tới ba. Ủa đâu rồi? Nó ăn luôn rồi anh em. Mày hả? Kẹp tay mày nè. Kẹp tay. Ha ha anh em. Nó bị tôi chọc rồi. Run. Thúi quá nó chạy luôn rồi anh em. Thúi quá cho mày hủi rồi con. Hủi đi mày. Ôi lộn bị bo, thiết bị bên đây. Hủi đi mày. Nó khoái quá anh em, quá trời đồ luôn, kinh dị với dễ thương. Thôi bây giờ về đi, bốc thăm đi. Chỉ bị thọc tay vô bốc đại món nào ra. Không nhìn. Ờ không có nhìn nha, bốc đi. Không nhìn mà. Con này. Kẹo gì đây? Một kẹo dễ thương. Phải ăn giấy hả? Nó bỏ con thỏ vô để nó ăn chó đẹp nè. Thỏ kêu sao? Kêu thử coi. Chó kêu ấu. Thỏ kêu sao? Trời ơi, con thỏ kêu vậy hả? Ha ha, kẹo dính dán à. Nó đút vô giấy nè anh em. Dễ thương quá à. Rồi nó ăn kẹo. Nó lộn giấy kìa bà. Kẹo cắn giấy luôn. Rồi ăn kẹo đi. Trời chứ Bi ăn nguyên thỏ luôn nè. Rồi ăn kẹo lại cho ba coi đi. Ấy chứ bà nổi lỗ rồi, cái kẹo ở đây nè. Ù ngon quá. Nhìn thèm quá anh em. Thỏ. Sao kiến đi. Nhìn chứ Bi nó ăn thèm quá anh em. Rồi cho ba miếng à. Wow, cái món này dễ thương quá à. Trời. Dễ thương mà sao dùng móng vuốt cào ta. Dễ thương là phải vậy nè. Để bộ dễ thương lên. Đó, đó rồi, đúng rồi. Ờ, vậy mới dễ thương chứ. Trời, đéo ngược rồi kìa. Không ăn nữa hả? Không ăn cất ở đâu đây? Cất đây. Thôi, xuống kêu mẹ lấy cái tô cất. Xô. Trời ơi khùng hả? À chị Bi nói lấy cái xô chỉ mẹ coi. Không lẽ ai là nó lấy cái tô mà nó bị nó ngọng á. Bây giờ tụi mình ăn gà rồi tụi mình quay tiếp nha anh em. Trời rồi chia đi. Phần này của Bi rồi phần của. Sao cho tôi phần nhỏ xíu vậy? Thôi kệ, phần nhỏ vậy mà có nhiều gà cũng đỡ. Trời. Chứ Bi nó nhỏ mình ăn nhiều. Bi bò con gái cũng ăn nhiều. Tôi cho xíu vậy. Sao ăn? Nhanh.
Nó ngọng quá hả? Bi bo cho tặng giấy đi chùi tay. Thì Chippy nó... Còn đứa hồi đó nữa hả? Rồi bây giờ tụi mình ăn gà rán nha. Cũng ly. Chippy ăn phần gà không cay, còn tôi ăn phần gà cay. Rồi vô cũng ly, đây là sốt cay nha anh em. Cũng ly. Cay quá. Ủa mẹ mua phần không cay mà. Sao chỉ bà? Sao anh chết ăn không? Vi bo chỉ nó đánh dần đi. Chị Vi, mẹ chỉ đánh dần. Nhờ anh nhìn nặng nhịn. 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 Nhịn chứ phải nhìn. Nhịn. Nhịn. Mở ta. Mở ra. Trời. Ăn kẹo hả? Ờ, cứ cất đi bà nội. Đang ăn thịt không được ăn kẹo. Cái giờ ăn thịt là không được ăn kẹo. Để tôi ăn bốc thịt ăn anh em. Thịt thơm ngọt dữ ta. Thịt nó mềm lắm. Đứa nào? Thì ra là con... À, phải bi. À, chỉ là không phải bi chứ không phải là bi hả? Nó cũng hiểu luôn anh em. Mình kiếm một món dễ thương. Bi thích cái gì? Chó, nó dễ thương. Dạ, mình có món gì mà dễ thương là chó ta. Phần chó độ. Dạ, chó lao. Chó dễ thương. Ủa, nãy ưa lắm mà, sao giờ cười rồi? Thấy kẹo chó dễ thương là cười à? Để coi cái này dễ thương cỡ nào. Ủa, bảy màu quá dễ thương luôn. Lại TV nó đang mở cho Chippy nè anh em. Để ba mở cho. Ừ, rồi, để ba mở nha. Ba tin ba một lần đi, ba mở cái là ra cho Bi ăn. Dạ. Rồi, nó tin tôi rồi anh em, để tôi mở cho. Nè, kẹo là mở này ra. Đó. Ơ? À? Xúc kẹo cái rồi. Quay mày. Thôi, coi ba nè, để ba gắn lại cho Bi nè. Chỉ cần gắn vô cái lỗ này thôi chứ gì đâu. Chết. Dính mặt Bi. Để ba rửa cho. Rửa. Xin lỗi Bi nha, nó lỡ rớt nha. Ủa kẹo rất dễ thương luôn. Đâu nặng vô ba coi có giống chó không? Giống chó không? Ngắm sát vô. À, hơi hơi giống chó rồi đó. Đeo vô lại ba coi giống chó không? Con này giống chó hơn nè anh em. Chứ Bi nó hàm ăn kẹo ghê á. Xin lỗi Bi làm nó rớt ra nha. Ba đi rửa lại rồi. Bi sợ dơ hả? Dạ. Để ba làm cho nó đỡ dơ nha. Làm sao ta? Rửa nữa hả? À? Rửa nữa nó đâu có chịu. Rồi hết giờ đó. Dễ thương rồi, bây giờ tới một món kinh dị. Con này mà kinh dị gì? Ủng một cái là té luôn á. Dạ, tao chặn mày lại rồi, mày đi không được đâu. Con này yếu quá à. Kinh dị đã và khóc. Đây món tiếp theo kinh dị nè chú Bi. Kẹo bịch truyền máu. Kẹo này giống bịch máu anh em, đi tôi mở ra cho. Trời, cái đó có đồ mở không mở. Ủa đâu? Nè. À có đồ mở, mình dở quá anh em. Đậy tuổi rút rồi. Ui bịch này bịch máu kinh dị quá anh em. Nè đem con kiến vô rồi, rồi gắn cái bịch truyền máu vô coi. Wow dễ thương quá à. Rồi sao nữa? Một bên hút. À hút vậy hả? Đây ba thử hút coi có mùi gì. Ừ mùi thúi. Nước miếng của Bi mà sao không thúi? Mùi chuyển răng. Chuyển răng mà ăn kẹo rồi. Đã sẽ gắn vô đây nè anh em. Sẽ gắn vô bịch máu này. Rồi sau đó Bi chiếc Bi hút. Hút đi. Đó. Wow. Chạy qua hai con mắt. Wow. Rồi xong nó bị kẹt ở đó luôn rồi. Hút mạnh lên, nó bị kẹt rồi. Hút tôi có rồi mệt tôi thở. Đây ba chỉ cho anh, nó bị kẹt ở đây nè. Bẻ cái ống rồi. Rồi bẻ ống ra. Ủa nó lên chỗ nó đâu mất tiêu cái khúc này. Wow nó chạy qua đây, nó chạy qua. Rồi mắt hút kia. Đi hút đi mày cầm. Hút cái thở không nổi luôn rồi. Đó. Ồ có đủ không khí để hút tới không đây. Trời ghê quá. Bẻ mà vẫn hút tiếp kìa. Ngon không? Ngon. Không ngon mà hút hết luôn. Muốn ăn kẹo hình gì? Hình mẹ có con mắt hình tròn à. What? Kẹo hình tròn hả? Nãy đợi kẹo
mà giờ thấy kẹo ghê quá, kinh dị quá, mang luôn. Con không thấy đường, để tôi gắn hai mắt vô lại. Gắn vô mới thấy đường chứ. Ai à, còn có con mắt à. Giỡn rồi, con kẹo kinh dị đầu tiên, kẹo con mắt anh em. Luôn á, nhìn giống mắt không, kinh dị thiệt. Nhất nhọt. Nhất nhọt hả? Đúng rồi, con mắt mà. Hôm nay chủ đề sẽ là đồ kinh dị và đồ dễ thương. Trời năng vô. Trời năng con mắt thôi kìa. Ôi, năng con mắt hay ghê quá à. Ủa, có xịt báo dẫu kìa. Thấy ghê quá à. Mà mùi cũng thơm, thôi ăn. Để tôi ăn. Trời, chưa ăn hết này nhả ra ăn cái khác rồi. Trời ơi, đúng là ăn theo kiểu kinh dị luôn á. Ngon không? Ghê. Lè lưỡi, lấy của mày luôn. Ngon quá, nó ăn rồi. Ông ba thử liếm miếng à. Ủa trơn quá à. Thôi nhường Miu ăn nè. Thôi dừng. Thôi dính dưới chân anh rồi. Thấy ghê, ai dám ăn. Thấy ghê đứt không à. Gì đâu thấy ghê, anh chưa tắm gì đâu. Bóp ra nè. Ngon mà. Ngon hả? Trời ơi, bị kinh dị quá anh em. Ôi, ăn mất cái cào chầm đen luôn rồi. Coi nè, thấy ghê lắm nè anh em. Nhìn ngon quá à. Chảy chảy. Nè anh ơi. Và món dễ thương cuối cùng là phòng của Chippy. Là đây là tớ nè, bất ngờ cho chú ơi. Ê con thấy này nè. Thấy bên đây nè ba. Dễ thương luôn anh em. Cái phòng của chú Bi mới đầu á là chỉ có cái giường. Một cái giường đúng không? Quá màu hồng. Trang trí cho chú Bi. Nên chú Bi có thể đi lên cầu tuột. Cầu tuột xuống. Ủa, cầu thang sao tụt xuống, lộn rồi. Mình đi lên cầu thang, mình tụt cầu tuột. Nó lên cầu tuột anh em. Lên lại, đi ngược rồi. Ở đây ra, bỏ chân. Ừ. Trời ơi, con Bi này. Đảo đầu hả? Bi nhảy ba tuột đi, tuột sao? Đây ra. Buông tay hả? Đây là phương, đồ chơi của Bi. Và đây là 999 món đồ chơi, chứ Bi rất là nhiều đồ chơi luôn anh em. Thầy sẽ bày ra đồ chơi hết cho chứ Bi chơi luôn. Và cái bếp dễ thương của chú Bi nữa. Đây là lâu đài, chú Bi có thể lên đây ngủ luôn nè.